Hello, thì có bạn tag mình vào cái video này và hỏi mình về cái quy định về váy của nữ sinh nhật. Thì mình xin phép được trả lời theo ý hiểu của mình như thế này. Trên thực tế thì váy đồng phục của nữ sinh nhật ấy thì nó không có ngắn như vậy nha các bạn nhá. Đồng phục của nữ sinh Nhật Bản ấy thì công nhận là họ phải mặc váy cả 4 mùa. Nhưng mà tùy từng vùng và tùy từng trường thì váy nó sẽ dài qua đầu gối hoặc là ngắn trên đầu gối. Nhưng ngắn trên đầu gối chỉ tối đa ấy là 15cm thôi. Đây, cỡ này chắc 15cm cỡ từng này thôi. Đó, còn các bạn mà xem phim, rồi các bạn mà xem những cái anime, hoặc là các bạn xem mấy cái gì ấy, thì thấy là váy của nữ sinh Nhật Bản ấy thì thường là đến tận đùi. Tất cả những cái như vậy là các bạn nữ, các bạn ấy đang làm sai quy định nha các bạn nhá. Sở dĩ mà các bạn thấy các bạn nữ đó mặc cái váy nó ngắn như vậy là bởi vì là các bạn ấy thường hay cuộn cái cạp quần thành mấy tầng để cho cái độ dài của váy nó ngắn lên. Và nhiều người thì người ta còn sử dụng cả kẹp, rồi sử dụng cả thắt lưng chuyên dụng để làm cho cái váy nó ngắn. Đây là cái ảnh mình cắt ở trong video nhé, các bạn có thể thấy này. Cạp quần của bạn nữ này và cạp quần của bạn nữ này rất là dày. Và thậm chí là bạn bên này còn dùng cả một cái kẹp để cố định lại cái cạp cho nó không bị tụt ha. Bạn nào mà xem manga rồi xem anime thì có thể thấy là trong một vài bộ anime ấy, trong một vài bộ phim của Nhật ấy, thì có những cái thầy giáo đứng ở cổng trường và cầm những cái thước để mà đo đo váy ấy của các bạn nữ. Thì cái này là có thật nhé các bạn. Tiếp một cái mình thấy là rất nhiều anh em comment là ui đồng phục của nữ sinh Nhật Bản gợi cảm, rồi thì thích đồng phục nữ sinh Nhật Bản. Trên thực tế mình để ý ở trên tàu điện cũng như ở các nơi công cộng ấy, thì những cái bạn nữ mà quấn váy ngắn lên như vậy ấy, hoặc là quấn váy quá ngắn lên như vậy ấy, thì hầu như là các bạn đấy kiểu xinh xắn rồi trang điểm rồi nghịch một chút này, kiểu như một dạng hot girl trường trung học ấy các bạn. Còn phần nhiều thì các bạn ấy vẫn giữ được những cái độ dài của váy theo quy định, và mình thấy nó rất là bình thường, không phản cảm một chút nào hết. Ok, nói vậy để anh em hiểu chứ không bảo ôi tôi thích đến Nhật lắm bởi vì con gái Nhật mặc như kiểu nè, thật là cảm giác.